Xin chào Việt Nam. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại khóa học Angular Form bài học thứ hai. Ở bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục cài đặt database ràng buộc dữ liệu ở trên form và thuộc backend ở dưới. Để học bài này thì chúng ta sẽ tiếp tục vào thuộc code và chỉnh sửa ở file HTML của nhân viên. Ở đây ta sẽ thêm một số đoạn code ở trong thẻ input như sau. Tôi sẽ để phần require này ra sau để cho nó trực quan. Tiếp theo thì tôi sẽ như sau: ng model bằng sẽ lấy tên đây, tên của một biến Angular tạo. Trên thực tế thì biến này thì ta sẽ phải gọi trong database ra. Còn bây giờ chúng ta đang chưa học đến database thì chúng ta sẽ khởi tạo một biến như thế để ta gọi vào lấy database. Tiếp tục ta sẽ tiếp tục làm với họ last name. Tiếp đến thì ta sẽ thêm một thẻ form bao quanh ba cái input của chúng ta. Chúng ta có thể submit những cái form. Các bạn ở đây là dấu ngoặc kép. Tôi sẽ cho cả ba cái thẻ input của chúng ta vào trong. Đây là form của chúng ta có thể submit được rồi. Tiếp đến thì tôi sẽ gọi một biến trên này và lại dùng cái pháp làm giảm đôi để gọi ra hàm này. Và chúng ta sẽ quay trở lại form chúng ta. Đây dữ liệu đã ra rồi. Đấy. Các bạn có thể thấy là sửa trên này thì ở dưới sẽ ăn luôn. Thế là đã ràng buộc hai chiều dữ liệu rồi. Data binding của chúng ta đã xong. Ở đây là hàm để gọi ra tất cả các dữ liệu của biến. Hàm dynamic của chúng ta đã định nghĩa ở dưới. Nó sẽ gọi ra tất cả các thuộc tính để ta có thể quan sát dễ hơn. Còn khi tạo project thành công, ta sẽ xóa đoạn này đi. Đoạn này chỉ dùng để kiểm thử thôi. Như vậy là đã kết thúc bài 2. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi gì, hãy comment phía dưới. Hoặc muốn tôi làm tiếp những khóa học gì, cũng comment ở phía dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.